Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 10 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bắt học sinh từ lớp 2 đến hết phổ thông phải mua sách Tư tưởng Hồ Chí Minh để làm gì. Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh Hòa Bình và Thái Nguyên hồi đầu năm học đã ra công văn yêu cầu giáo viên và các học sinh từ lớp 2 đến lớp 12 trang bị tài liệu hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ truyền thông nhà nước, tài liệu này dày 276 trang với gần 1.000 câu hỏi liên quan đến 3 vấn đề: lịch sử Việt Nam từ năm 1930 đến nay, nội dung và giá trị tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh, tìm hiểu biển đảo Việt Nam và Hồ Chí Minh với biển đảo Việt Nam. Đây là hình ảnh công văn chỉ đạo của tỉnh Thái Nguyên bên trái và của tỉnh Hòa Bình. Kèm theo đó là một số văn bản như di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Luật biển Việt Nam và một số chỉ thị của Bộ Chính trị. Trong khi đó, với học sinh lớp 2, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ yêu cầu các em đọc được những câu, đoạn văn, bài thơ ngắn có nội dung đơn giản, gần gũi với lứa tuổi. Chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo hai tỉnh này giống nhau đến 100% như sau. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện một số nội dung sau, vân vân. Và toàn văn đều hai công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình, Thái Nguyên thì viết trang bị tài liệu hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lớp 2 cho đến lớp 12. Đối với giáo viên thì mỗi trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học và phổ thông cơ sở trang bị cho mỗi giáo viên giảng dạy môn đạo đức, giáo dục công dân một cuốn. Nhà trường có thể mua thêm tài liệu để trang bị cho thư viện phục vụ các hoạt động dạy học, giáo dục. Công văn này do Phó Phòng Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình Nguyễn Đức Lương đã ký. Được biết, cuốn sách Hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do nhóm tác giả Nguyễn Xuân Hà, Vũ Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Trang, Ngô Thị Hà biên soạn, chủ biên và là tác giả Nguyễn Xuân Hà. Cuốn sách này in với số lượng 10.000 cuốn, khổ 17x24, gồm 276 trang, do Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội xuất bản và giá bán là 85.000 đồng mỗi cuốn. Đây là hình ảnh sách hỏi đáp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và hàng loạt sách về tư tưởng Hồ Chí Minh đã được xuất bản đại trà trong thời gian vừa qua. Thầy Sơn hiện đang dạy tại một trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh, nêu quan điểm của ông với đài tiếng FA về việc này như sau. Phải nhắc lại vụ một đứa bé 10 tuổi đọc cuốn Lenin toàn tập. Theo tôi, nó chỉ ham đọc sách, chứ nó hoàn toàn không hiểu gì cả. Nếu cha mẹ hiểu thì cũng ngăn không cho nó đọc, mà khuyến khích nó đọc những gì ngang tầm với nó. Việc này báo chí tung hô lên cho thấy cái tư tưởng đã lạc hướng. Còn với vụ này, tôi thấy mấy ông ở giáo dục đó rất là tầm phào. Chắc cũng muốn hợp tác với nhà xuất bản để bán sách cho trẻ em học lớp 2 thì mua để làm gì? Làm sao nó đọc hiểu để mà đối đáp với giáo viên cho được. Nếu cứ lặp đi lặp lại thì nó sẽ tiêm nhiễm vào đầu đứa trẻ và nó nhớ lâu hơn nữa. Vấn đề là phụ huynh cần tỉnh táo trong những trường hợp như thế này. Nếu thấy không tốt thì dứt khoát không cho con mình động đến. Chứ với chính sách nhồi sọ kiểu lặp đi lặp lại thì trẻ em cũng bị tiêm nhiễm. Trừ những gia đình hiểu biết, sau này hướng cho nó những cái khác, cho nó đọc những thông tin trái chiều để nó nhận biết. Còn những đứa trẻ sống trong gia đình cách mạng nòi thì cũng khó vượt qua. Vào hồi cuối tháng 9 vừa qua, nhiều tờ báo lớn trong nước như báo Tuổi Trẻ, Việt Nam Express đã đưa tin một chú bé 10 tuổi ở Hà Tĩnh đã đọc hàng trăm cuốn sách lịch sử Việt Nam và thế giới. Mục tiêu của cậu bé là sẽ đọc hết 55 cuốn Lenin toàn tập, mỗi quyển dày vài trăm trang. Đây là hình ảnh rất nhiều báo Việt Nam đăng tin cậu bé 10 tuổi đọc sách Lenin toàn tập. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng, đây rõ ràng là chính sách nhồi sọ xuyên suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam từ mấy chục năm qua. Ông nói tiếp, thứ nhất là Hồ Chí Minh không có tư tưởng gì cả. Mà giả sử ông có tư tưởng gì đi chăng nữa, thì tư tưởng là một phạm chủ triết học trừu tượng, khó hiểu, chỉ dành cho bậc học cao hơn mang tính nghiên cứu. Nó hoàn toàn không phù hợp cho học trò từ lớp 2 đến lớp 12. Việc yêu cầu học trò phải mua sách Tư tưởng Hồ Chí Minh thì tôi cho rằng nó không nằm ngoài chính sách nhồi sọ. Đây là một chính sách có hệ thống, xuyên suốt, rất tinh vi.
cái đặc tính của Nhồi Sọ, thứ nhất là sùng bái cá nhân, thứ hai là bác bỏ khoa học, thứ ba là phớt lờ pháp luật. Mà đối tượng Nhồi Sọ thì càng nhỏ, càng trẻ thì càng thành công. Chính sách Nhồi Sọ này rất có lợi cho các chế độ độc tài đảng toàn trị, nhưng rất tai hại và để lại di họa cho rất nhiều thế hệ sau này. Đây là hình ảnh pano kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh treo ở Hà Nội, hình chụp ngày 19 tháng 5 năm 2020. Thứ hai, có thể trong tình hình ngân sách ngày càng eo uột thì bán sách cũng nhằm để kiếm thêm ít tiền để trang trải lúc khó khăn như thế này. Tôi tin là từ Bộ Chính trị cho tới Chính phủ sẽ không quan tâm vụ này, bởi đụng vào chính sách Nhồi Sọ thì càng tốt cho họ. Ở Việt Nam, trong nhiều năm qua, việc học tập và làm theo gương Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản phát động thành phong trào rộng khắp với nhiều nghị quyết được ban hành. Mục tiêu đề ra là tạo được những chuyển biến sâu rộng về nhận thức và hành động nhằm nâng cao đạo đức, năng lực của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Nhiều cuộc thi học viên giỏi, thi báo cáo viên giỏi được tổ chức hàng năm nhằm tuyên dương những người có báo cáo hay. Cũng mới hôm 5 tháng 12, Ban Tuyên giáo của Trung ương đã tổ chức chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tên gọi là Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng 2021 tại Hà Nội. Các vị lãnh đạo đã trao biểu trưng tôn vinh cho 22 cá nhân tập thể điển hình tiêu biểu. Nhân đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các điển hình tiêu biểu phấn đấu hơn nữa để cả dân tộc Việt Nam là một rừng hoa đẹp, góp phần làm cho di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được khẳng định và phát huy mạnh mẽ. Được biết cũng trước đó, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết vào năm thực hiện chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, tác phong và phong cách Hồ Chí Minh, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu rằng những di sản của ông Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cho nhân dân là vô cùng đồ sộ và quý giá. Đây là hình ảnh khẩu hiệu học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở một trại tâm thần. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời để các thế hệ tiếp nối thường xuyên học tập và noi theo. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã từng kể với đài FA rằng vào năm 2007, ông từng được huấn luyện để trở thành báo cáo viên, đã tham dự cuộc thi báo cáo viên giỏi được giải cao. Ông đã phát hiện ra nhiều mánh khóe gian dối trong việc tổ chức học và thi như vậy. Theo ông, khi phát động phong trào học và làm theo Hồ Chí Minh, các lãnh đạo đảng còn nhằm một mục tiêu khác nhưng không công bố. Đó là tạo nên sự sùng bái cá nhân lãnh tụ, một trong những chủ trương quan trọng của Cộng sản. Chính mục tiêu bị che giấu này đã tạo ra những hoạt động hình thức chủ yếu là tuyên truyền, chứ không học được những điều quan trọng như tinh thần dân chủ mà Hồ Chí Minh quan tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam xác định tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ tư tưởng chính thống bên cạnh chủ nghĩa Mác Lênin, là kim chỉ nam cho mọi hành động và được chính thức đưa ra từ đại hội lần thứ 7 của Đảng vào năm 1991. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng luôn nỗ lực và tìm mọi cách tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở tất cả các tầng lớp trong xã hội. Một số thì cho rằng sau hàng chục năm học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vào tù vì suy thoái đạo đức. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Năm ngày 9 tháng 12 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lý giải về hướng dẫn mới về quy định đảng viên không được thâu tóm quyền lực. Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Đó là nội dung của Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành trong hướng dẫn số 2 về thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Nhà báo Nguyễn Ngọc Già, một cựu tù nhân nhân quyền, khi trả lời đài tiếng nói FA vào hôm 7 tháng 12, đã đưa ra nhận định của mình như sau. Tính chất quan trọng nhất là giành quyền lực và giữ quyền lực. Thì khi mà nói là không thâu tóm quyền lực thì tôi cho đó là những người không hiểu biết gì về việc làm chính trị cả. Đây là hình ảnh Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào tháng 2 năm 2021. Quan trọng và căn bản nhất là thâu tóm quyền lực để phục vụ cho ai mới là điều đáng mổ xẻ. Nếu mà thâu tóm quyền lực để phục vụ cho dân thì tôi cho rằng đó là một chính trị gia tốt và có một chế độ chính trị lành mạnh. Quay lại quy định mới của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cấm đảng viên không được đòi đa đảng, đa nguyên, không đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, xã hội dân sự
tam quyền phân lập vân vân, thì nhà báo Nguyễn Ngọc Già cho rằng không hề mới. Ông nói thêm, nhưng bây giờ những quy định đó được đưa ra chính thức trong hướng dẫn của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì tôi thấy đó là một biểu hiện rất rõ là nội bộ cấp cao nhất trong Bộ Chính trị đang phân hóa dữ dội trước tình hình biến động khôn lường của thế giới hiện nay. Tôi cho đó là sự chao đảo trước nguy cơ chia rẽ trầm trọng trong tầng lớp đảng viên cấp cao. Cho nên mới có sự bộc lộ có cụm từ không được thâu tóm quyền lực. Chính điều này cho thấy rõ nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chống lại quy luật tiến hóa của xã hội và chống lại cả triết học và hai tính chất quan trọng nhất, đó là vận động và thứ hai là tác động lẫn nhau và tác động đa chiều. Theo hướng dẫn số 2 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đảng viên cũng không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi, phụ họa theo những nhận thức bị cho là lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đòi đa nguyên, đa đảng, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, không được giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vân vân. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc đã chi tới 2,5 triệu đô la, tức là tương đương với 57 tỷ đồng Việt Nam cho tấm hộ chiếu của đảo Ship. Cùng với các quy định vừa nêu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng cấm đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, chạy theo mục tiêu ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu lợi ích dài hạn của tập thể. Một đảng viên đã từ bỏ đảng, giáo sư Nguyễn Đình Cống, khi trả lời đài FA từ Hà Nội cũng cho rằng đảng có điều lệ đủ để hướng dẫn khống chế hành vi đảng viên khi tổ chức là vững mạnh, sự lãnh đạo ở cấp tối cao là đúng đắn. Thế mà đảng còn phải ban hành thêm rất nhiều điều cấm đoán nữa. Việc đó chứng tỏ tổ chức của đảng đang rệu rã, sự lãnh đạo sai lầm hoặc nhầm phương hướng. Không chỉ những điều vừa nêu trên mà nhiều điều cấm nữa cũng rất khó thực hiện khi tổ chức đã rệu rã, nhà rột, tử nóc. Những điều vừa nêu trên chỉ có thể khuyến khích làm, cùng lắm là bắt buộc phải làm, chứ rất khó hoặc không thể cấm không làm. Người ta thường cấm làm, không ai cấm không làm ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước đó, vào ngày 2 tháng 10, ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng cũng đã ký quy định mới về 19 điều đảng viên không được làm. Trong số các quy định mới này, việc cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài được dư luận đặc biệt quan tâm. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, nhiều người trên mạng xã hội cũng đã nêu câu hỏi liệu những quy định này có hiệu quả hay không. Nhà báo độc lập Nguyễn Vũ Bình, từng công tác tại tạp chí Cộng sản, đã trả lời Đài Tiếng Nói FA khi đó cho rằng trước khi ra các quy định thêm mới này, đã có những quy định đảng viên không được làm. Nội dung không như thế, nhưng người ta vi phạm rất là nhiều. Cuối cùng có giải quyết được gì đâu. Trước kia, tôi làm ở tạp chí Cộng sản thì chưa có quy định cấm không làm gì, mà chỉ có điều lệ đảng. Nhưng mà nói tóm lại, những quy định cấm đảng viên người ta đưa ra chỉ là những chiêu bài để răn đe, chứ nó không có hiệu quả trong thực tế. Vì có rất nhiều cái mà người ta tìm cách lách hoặc là người ta cứ làm trái nhưng có thế lực mạnh nên không động đến được. Vì vậy hiệu quả cũng chẳng có bao nhiêu. Nói tóm lại, theo nhà báo Nguyễn Ngọc Già, qua quy định mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và những điều đảng viên không được làm, cho thấy rõ nội bộ trong đảng viên cấp cao đang rất rệu rã và đang trên đà phân rã về chế độ chính trị, độc đảng toàn trị. Ông Nguyễn Ngọc Già cho rằng sự phân rã đó là đúng quy luật, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Việc sớm hay muộn sẽ xảy ra sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào thời cuộc của thế giới với sự đối đầu của Hoa Kỳ, phương Tây và Trung Quốc. Đây là hình ảnh vào hôm 30 tháng 9, 11 tướng lĩnh cảnh sát biển Việt Nam đã bị kỷ luật vì suy thoái đạo đức, nhận hối lộ, tiếp tay cho buôn lậu, vân vân. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đài FA từng nói rằng một trong quy định không có tính thực tiễn được mang ra rêu rao thì chỉ có thể hiểu rằng
đó là một sự trình diễn. Nó trình diễn cho dân chúng thấy rằng Đảng Cộng sản đang hoạt động gắt gao, nghiêm ngặt và có đầy đủ các tiêu chí nhằm xây dựng lực lượng đảng viên của mình. Và rằng những đảng viên hư hỏng, thoái hóa, biến chất chỉ là những cá biệt. Còn Đảng Cộng sản luôn đề cao việc xây dựng một chính đảng trong sạch, lành mạnh vì dân tộc. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ thì cho rằng mục đích duy nhất của việc tham gia của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là vì quyền lợi rằng đảng viên sẽ được một số ưu tiên mà người bình thường không có nếu không vào đảng. Chẳng hạn như các vị trí quan trọng trong các cơ quan của nhà nước đều có yêu cầu bắt buộc là dành cho đảng viên. Ông Vũ nói tiếp như sau. Đã qua rồi cái thời mà người ta tham gia vào Đảng Cộng sản chỉ vì những lý tưởng thơ ngây của tuổi trẻ. Ngày nay người ta tham gia vào Đảng Cộng sản vì lợi ích vật chất và địa vị. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ăn một miếng thịt bò ở London có giá 45 triệu đồng, tương đương với 3.000 ổ bánh mì thịt hoặc 30 hộ gia đình được hỗ trợ trong cơn đại dịch Covid vừa qua. Đảng đã cố tình ban phát các lợi ích này để nuôi dưỡng lòng trung thành của đảng viên đối với đảng của mình. Đơn giản là vì nếu tham gia vào Đảng Cộng sản mà hoàn toàn không có một ưu đãi vật chất nào thì Đảng Cộng sản sẽ mau chóng tàn rã. Và khi đã gặt hái được những thành công nhất định, những đảng viên khôn ngoan tất biết cách phải gửi những tài sản này ở những nơi an toàn. Trở lại với việc đưa ra những quy định như cấm đảng viên nhập quốc tịch nước ngoài, cấm chuyển tài sản hay cấm thực hiện các giao dịch tài sản ở nước ngoài, vân vân. Theo tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ, nghe thì có vẻ chính quyền hay giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam muốn làm trong sạch bộ máy. Nhưng nếu nghĩ lại, thì đây là những quy định rỗng tuếch, không có giá trị thực tiễn. Ông Vũ phân tích tiếp như sau. Thứ nhất, đó là có số vô số cách để có thể chuyển tài sản sang nước ngoài mà người chủ không cần đứng tên. Một cách dễ nhất là theo truyền thống Việt Nam, đó là nhờ con cháu đứng tên công ty, quỹ hay tài khoản. Và cách này ngày càng trở nên phổ biến hiện nay là chuyển tiền thông qua hệ thống tiền mặt mã. Thứ hai là người ta giờ đây không cần quốc tịch nước ngoài để mà chạy trốn khỏi Việt Nam. Số nước cho phép người Việt Nam đến thăm mà không cần visa ngày càng tăng. Sau khi đến thăm với tài khoản rủng rỉnh, khách có thể nộp đơn xin ở lại theo các diện khác nhau mà không lo bị đuổi. Và thứ ba là việc quản lý thực hiện các giao dịch trao đổi tài sản ở nước ngoài ngày càng dễ khi ngày càng có nhiều dịch vụ giúp quản lý tài sản.